Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi sẽ đem tới các bạn một thiết kế khác của thương hiệu Omega. Vâng, với mức giá phải chăng và chất lượng quá tuyệt vời, nên có lẽ là ở Việt Nam thì Omega là một thương hiệu phủ sóng mạnh mẽ nhất. Điều nói không ngoa thì ở Việt Nam chưa chắc Rolex đã được đeo nhiều bằng Omega. Nhưng mà chiếc đồng hồ Omega mà tôi muốn giới thiệu hôm nay thì sẽ không có cái vế là mức giá phải chăng, bởi vì chiếc đồng hồ này mức giá hãng lên tới 46.000 đô. Vì sao mà chiếc đồng hồ này mức giá cao đến như vậy thì tôi sẽ phân tích trong video này. Và chiếc đồng hồ này có tên là Omega Seamaster Aquaterra GMT Chronograph. Người tên thì đã phân tích hết tất cả tính năng của chiếc đồng hồ rồi. Chúng ta có GMT, chúng ta có Chronograph. Bộ vỏ đồng hồ có đường kính lên tới 44mm, khá là lớn so với cổ tay trung bình của người Việt Nam, và được làm hoàn toàn bằng vàng hồng. Vâng, khi cầm trên tay thì bạn sẽ cảm thấy rất là nặng. Chiếc đồng hồ này trọng lượng tương đương là 10 cây vàng. Khi đeo 10 cây vàng trên tay thì bạn có thể tưởng tượng là như thế nào rồi đấy. Bộ vỏ mang đậm chất thể thao với rất nhiều góc cạnh. Các bạn có thể nhìn thấy trên vành bezel được tạo những rãnh khía như này, như những bánh răng như thế này. Vâng, những cái khía như này thì giúp cho chúng ta có thể dễ dàng xoay cái vành bezel này hơn. Và tính năng của cái vành bezel này thì chút nữa tôi sẽ phân tích cụ thể hơn. Các bạn lại thấy là rất nhiều góc cạnh ở phần tay đồng hồ ở đây nữa, và cả trên núm chỉnh giờ cũng được khắc khía. Hai nút bấm Chronograph được thiết kế khá là lớn, có bản đây, có thể dễ dàng vận, cảm giác rất là nhẹ nhàng và rất là sướng tay. Đi cùng bộ vỏ là bộ dây được làm từ vàng hồng cùng chất liệu, và cùng với đó là chiếc khóa bướm có khắc tên thương hiệu Omega ở đây. Còn tại sao gọi khóa bướm? Bởi vì khi ấn vào nó sẽ mở ra hai bên như thế này. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quan sát mặt số chiếc đồng hồ. Vâng, vẫn cái mô típ quen thuộc của những chiếc đồng hồ Omega Seamaster Aquaterra, đó là phong cách mặt số Thick Concept. Thick Concept là gì? Đó là những cái đường kẻ sọc ở trên mặt số như này. Theo như Omega cho biết thì cái thiết kế mặt số này được lấy ý tưởng từ sàn của những chiếc tàu thủy cao cấp. Vâng, với những cái đường vân gỗ sọc dọc như thế này. Nhưng mà tôi cũng thấy giống một cái thiết kế khác, đó chính là Patek Philippe Nautilus. Nhưng mà Nautilus thì là sọc ngang, còn Omega Aquaterra thì là sọc dọc. Ở chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy 3603. Trước khi ra đời bộ máy in-house của hãng, chúng ta có thể thấy một chút sự khác biệt ở những mặt số phụ. Sau này thì Omega dùng bộ máy in-house của mình với nhiều dòng máy khác nhau. Về đầu 9 thì chỉ còn hai mặt số phụ mà thôi. Nhưng mà với chiếc đồng hồ này chúng ta có tới 3 mặt số phụ ở góc 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Mặt số phụ góc 3 giờ, 6 giờ để chỉ tính năng Chronograph, và mặt số phụ góc 9 giờ là kim giây. Về sau thì Omega đã ghép hai mặt số 3 giờ, 6 giờ vào một mặt số duy nhất. Ở góc 4 rưỡi chúng ta có một cái cửa sổ chỉnh ngày nhỏ nhỏ ở đây, và chúng ta cũng có một cây kim đỏ là chỉ giờ GMT. Giờ GMT là múi giờ thứ hai. Tất cả các chi tiết trên mặt số đều được làm từ vàng hồng, từ bộ kim này, cọc số này, logo này, tên thương hiệu được đính trên mặt số này, tất cả đều được làm từ vàng hồng. Bộ kim này cũng có nhiều sự khác biệt, có thể thấy đây là kim Rotaro này, kim hình mũi tên này. Còn kim dây ở trong, kim dây và những cây kim Chronograph bên trong lại là kim Dolphin. Còn cái kim GMT thì lại có cái đầu đỏ. Và tiếp đến thì tôi sẽ cùng phân tích là cách sử dụng cái cây kim GMT là như thế nào. Thì để chỉnh cái GMT chúng ta có hai cách. Nếu bạn là một người yêu thích sự hoàn hảo, 24 giờ bao giờ cũng phải ở trên, thì bạn có thể chỉnh cái cây GMT này trước. Ví dụ như là tôi đang ở Hà Nội là 10 giờ 10 và tôi muốn cái múi giờ thứ hai là ở New York tương với nó là 20 giờ, thì bạn phải làm như thế nào? Bạn ra chỉnh xoay cái này,
các bạn hãy để kim phút ở mốc 12 giờ thì chúng ta có kim VMP đúng ở góc 20 giờ như thế này. Tiếp theo chúng ta ấn nhẹ vào và sẽ di chuyển từ 9 giờ đây lên một nấc là 10 giờ. Vâng, như thế này thì chúng ta tương ứng với ở trên đồng hồ chính là 10 giờ sáng và cái kim VMP chỉ 20 giờ là 10 giờ tối. Sau đó thì chúng ta vặn lại kim ở mốc giờ chính về giờ như mong muốn thôi. Và tôi sẽ để 10 giờ 10. Ở cách thứ hai dễ dàng hơn rất là nhiều. Ví dụ bạn đang ở Hà Nội vẫn là 10 giờ 10 đi. Và bạn đang muốn múi giờ thứ hai là ở London chẳng hạn, London sẽ chạy chậm với cả Hà Nội là 7 tiếng thì tương ứng với nó là 3 giờ. Thì bạn chỉ cần xoay cái này thôi. Xoay cái vành bezel này. Đây, cái kim GMT đang chỉ góc này đúng không? Bạn xoay cái góc 3 giờ ra đây. Xong. Và như thế này thì kim GMT đã chỉ là 3 giờ tương ứng với 10 giờ 10 ở Hà Nội. Rất đơn giản. Đó là hai cách để chỉnh giờ GMT và tùy bạn thích dùng cách nào thì dùng. Vừa rồi thì tôi đã thử chỉnh giờ và chỉnh giờ GMT trên chiếc đồng hồ này. Nhưng mà để chỉnh ngày thì làm sao? Chiếc đồng hồ này đúng chỉnh giờ chỉ hai nấc. Một nấc để chỉnh giờ phút, một nấc để nhảy giờ nhanh. Và không có nấc nào để chỉnh ngày riêng biệt cả. Vì thế, nên bạn muốn chỉnh ngày, bạn phải rút đúng chỉnh giờ ra nhẹ một chút và xoay sang cái nấc nhảy giờ nhanh. Vâng, bạn xoay như thế này thì sẽ thấy nhảy ngày. Nhưng mà cảm giác là rất là mệt mỏi đúng không? Xoay quá một ngày cái là phải xoay lại hơn 30 lần. Nhưng mà không sao, cái chiếc đồng hồ này có cơ chế là lùi ngày. Đây, bạn vặn ngược lại thì ngày sẽ lùi lại. Khá là tiện dụng. Vâng, như tôi đã nói lúc trước thì chiếc đồng hồ Omega này sử dụng bộ máy Calibre 3603. Về cơ bản thì đây là bộ máy 3330 và được lắp thêm kim GMT. Bộ máy 3330 được thiết kế dựa trên bộ máy của thương hiệu Frederic Piguet. Rồi bạn đừng có nhầm cái thương hiệu này với cả thương hiệu Audemars Piguet nhé. Bạn có thể thấy rõ dòng chữ 3603 được khắc trên bộ máy. Và những cái chữ logo trên bộ máy thì đều được mạ vàng. Còn tổng thể bộ máy thì được mạ rhodium. Bộ máy này cũng sở hữu cái cơ chế bộ thoát coaxial kinh điển được sáng tạo bởi George Daniel. Và thật đáng tiếc là chúng ta khó có thể quan sát kỹ bên trong được bởi vì những cầu nối đã che mất rồi. Những cái thông số thì khá là cơ bản thôi. Máy xay cân bằng hoạt động với tần số 28.800 nhịp mỗi giờ, thời lượng cót khoảng 52 giờ. Nhưng mà nếu bạn sử dụng chronograph liên tục thì sẽ thời lượng cót sẽ giảm xuống khoảng 40 giờ. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Vâng, cảm nhận đầu tiên khi đeo trên tay đó chính là rất là nặng. 10 cây vàng khối trên tay thì bạn có thể tưởng tượng được như thế nào rồi đó. Rất là nặng. Và kích thước đồng hồ thì khá là lớn. Tay tôi là tay có bản vuông, đường kính 16mm là khá là bình thường. Đeo chiếc đồng hồ này vẫn cảm giác là hơi đối với và chiếc đồng hồ này cảm giác hơi lớn so với tay của tôi. Bạn có thể nhìn thấy đường nét góc cạnh như này rất thể thao. Vâng, như đã nói từ lúc đầu thì chiếc đồng hồ Omega Seamaster Aquaterra GMT Chronograph này có mức giá hãng lên tới 46.000 đô la Mỹ. Còn đây là một mức giá rất là lớn, khá là cao nếu mà so với một mẫu đồng hồ Omega trung bình. Nhưng cũng đúng thôi, bởi vì đi kèm với giá thành thì sẽ là chất lượng và độ phức tạp của bộ máy. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập ra bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.